Chào mừng anh em đã quay trở lại với Tinh Tế. Tiếp theo series những video nói về máy lạnh thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mua một chiếc máy lạnh sao cho phù hợp, tối ưu cái chi phí cũng như là có khả năng tiết kiệm điện. Và người bạn đồng hành trong cái video này là một chiếc máy lạnh đến từ Sennheiser. Nó có tên mã đầy đủ là SHR-AW09I-C610. Và mình sẽ nói tắt trong video này là Sennheiser Inverter C610. Rồi, chúng ta bắt đầu video thôi. Đầu tiên là anh em sẽ xác định cái căn phòng của chúng ta đang ở hay đang làm việc là nó có một cái diện tích là bao nhiêu. Thì từ cái diện tích đó thì chúng ta có thể lựa chọn những cái mẫu máy lạnh có cái công suất phù hợp. Thông thường thì với cái diện tích là dưới 15m² thì chúng ta sẽ chọn máy lạnh là một ngựa, gấp đôi lên tức là 30m² là chúng ta sẽ chọn máy lạnh 2 ngựa và cao hơn đó là 2 ngựa rưỡi. Nó sẽ tương ứng với những con số như là 9.000 BTU, 24.000 BTU hay là 18.000 BTU. Thì ở mức giữa tức là từ 16 đến 21m² thì các bạn có thể lựa chọn cái máy lạnh 1 ngựa rưỡi. Thì đó là cái cơ bản đầu tiên để cho chúng ta xác định được cái công suất theo cái diện tích phòng. Nhân tiện nói về dòng máy lạnh đồng hành trong video này thì Sennheiser Inverter C610 có tổng cộng là 3 phiên bản với mức công suất từ 1 ngựa, 1 ngựa rưỡi lên tới 2 ngựa. Ngoài ra thì Sennheiser cũng có những cái dòng điều hòa có cái công suất lớn hơn trên 2 ngựa rưỡi để có thể đáp ứng cái nhu cầu sử dụng cho những cái diện tích phòng từ 30 hoặc là 35m² trở lên. Cái yếu tố tiếp theo mà mình muốn đề cập đó chính là cái công nghệ động cơ trong cái chiếc máy lạnh đó, nó có inverter hay là nó không có inverter. Bởi vì sao có cái yếu tố này mà anh em phải cân nhắc? Bởi vì không hẳn là tất cả những cái máy lạnh mà có động cơ inverter nó sẽ phù hợp cho tất cả những bối cảnh sử dụng mà chúng ta hay dùng hàng ngày. Cái động cơ inverter nó có một cái ưu điểm lớn, đó chính là khả năng tiết kiệm điện từ 30 đến 60%, nhưng nó lại đòi hỏi chúng ta phải có một cái không gian phòng lý tưởng, như là cái không gian phòng mà không có bị hấp thụ nhiệt nhiều. Và đó là một cái phòng kín, không có bị thất thoát nhiệt, không có bị ánh nắng mặt trời chiếu vô với cái tỷ lệ lớn, và nó có thể khiến cái căn phòng đó nóng, hấp thụ nhiệt, ví dụ như là phòng kính. Ngoài ra thì inverter sẽ lý tưởng khi mà bạn muốn sử dụng một cái máy điều hòa để có thể làm mát trong một cái nhiệt độ cố định, ví dụ như là 26 độ, tức là cái căn phòng đó luôn ở cái mức nhiệt độ lý tưởng, thì đó là lúc mà động cơ inverter trên máy lạnh hoạt động hiệu quả nhất. Đối với dòng máy lạnh không sử dụng động cơ inverter thì nó sẽ cũng có những đặc điểm mà anh em cần quan tâm. Ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng cái máy lạnh đó với cái thời gian hoạt động liên tục, ví dụ như là cả một ngày làm việc, sử dụng để kinh doanh, sử dụng trong những quán cà phê hay là các shop bán hàng, trong một cái không gian mà đòi hỏi cái máy lạnh hoạt động liên tục ở cái mức công suất cao và không cần đến cái tính năng tiết kiệm. Thì như vậy cái máy lạnh đó nó sẽ có một cái động cơ đơn giản và hoạt động với thời gian bền bỉ và có một cái sức chịu tải tốt hơn. Thì nếu mà anh em dùng một cái dòng máy lạnh inverter mà sử dụng toàn tải cao như vậy thì nó sẽ cũng không có tiết kiệm bằng so với là cái dòng máy lạnh không inverter thông thường. Tiếp đến thì nếu mà bạn quan tâm đến cái khả năng tiết kiệm điện cũng như là cái khả năng làm lạnh thì có thể dựa vào cái thông số hiệu suất làm lạnh, còn gọi là CSPF. Thì với cái thông số này nó sẽ là một cái mức tham khảo để cho các bạn biết được là cái chiếc máy lạnh đó cái hiệu suất làm lạnh nó bao nhiêu. Tất nhiên là khi cái chỉ số CSPF càng cao thì cái máy lạnh đó sẽ có giá cao hơn so với những máy lạnh có cái chỉ số làm lạnh thấp. Yếu tố tiếp theo mà nhiều người cũng đang quan tâm hiện nay đó là cái dòng máy lạnh đó nó sử dụng cái loại ga nào. Thì trên thị trường hiện tại thì đang phổ biến hai loại ga cho máy lạnh, đó là ga R410A và ga R32. Còn cái ga cũ là R22 thì hiện tại thì không còn nhiều cái máy lạnh nó sử dụng nữa rồi. Thì với dòng ga R32, đó chính là dòng ga mà cái dòng máy lạnh Sennheiser Inverter C610 này đang sử dụng, thì cái loại ga này nó có cho cái hiệu suất làm lạnh tốt và đặc biệt là nó thân thiện với môi trường, không có gây ảnh hưởng đến tầm ozone. Tất nhiên là với những cái dòng ga R410A thì Sennheiser cũng có cái dòng sản phẩm nó mang lại cái hiệu suất làm lạnh cũng tương đương. Về cái vấn đề bảo vệ môi trường thì nó sẽ không có bằng ga R32, nhưng mà nếu mà chúng ta có được một cái máy lạnh mà có cái thi công tốt thì ga nó cũng sẽ không có bị xì ra. Sau khi chúng ta đã lựa chọn cái máy lạnh theo cái diện tích phòng với cái công suất phù hợp cũng như là cái công nghệ động cơ thì tiếp đến chúng ta sẽ đi xem là cái dàn lạnh của máy lạnh nó thiết kế như thế nào. Thì theo mình nghĩ thiết kế của những cái máy lạnh bây giờ thì nó sẽ có nhiều cái kiểu dáng khác nhau. Có người thích kiểu dáng đơn giản hoặc là có người thích một cái kiểu dáng có cái màu sắc đặc biệt, ví dụ màu đen hay màu xám.
hoặc là màu xanh đậm. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái màu trắng sẽ phù hợp với đại đa số những căn phòng hiện có mà chúng ta đang ở hay là đang làm việc. Tiếp đến thì chúng ta có thể quan tâm đến những cái yếu tố ở trên cái dàn lạnh đó, nó có những gì. Ví dụ trên cái chiếc máy lạnh Sennheiser Inverter C610 này thì mình thấy là nó có một cái con số để nó hiển thị được là cái nhiệt độ của cái máy lạnh nó hoạt động bao nhiêu. Thì điều này nó rất là quan trọng vì mình sẽ không cần phải nhìn remote và mình vẫn biết được là cái máy lạnh nó đang hoạt động ở nhiệt độ bao nhiêu, nó có đang mở hay không. Và mình thích một cái tính năng của cái máy này, đó là chúng ta có thể tắt được cái đèn này trong đêm thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến mắt của chúng ta, nó không có gây phân tâm và chúng ta sẽ dễ ngủ ngon hơn. Ví dụ như mình là mình phải có một cái căn phòng mà không còn cái gì, không còn đèn, không còn đóm thì mình mới có thể mình ngủ được. Tiếp đến thì bạn có thể cân nhắc đến một số các yếu tố trên cái thiết kế của dàn lạnh. Ví dụ như là cái dàn lạnh đó, cái cửa gió nó như thế nào, nó lan tỏa ra sao, và cái cửa gió nó có rộng không, nó thiết kế ở phía trên hay là phía dưới. Hay là chúng ta có thể xem là cái máy đó nó có một cái công tắc để có thể kích hoạt cái máy lạnh khi mà không sử dụng remote hay không. Thường thì những cái đó thì khi mà mình bảo dưỡng máy lạnh hoặc là khi mà mình có bị lạc remote thì mình mới sử dụng tới, chứ còn thông thường thì chúng ta sẽ không sử dụng tới cái nút đó. Sau khi chúng ta đã xem xét những cái yếu tố bên ngoài thì các bạn có thể tìm hiểu những cái yếu tố bên trong. Ví dụ như là chiếc máy lạnh Sennheiser Inverter C610 này thì ở bên trong nó có cái lớp bảo vệ Golden Fin. Thì cái lớp bảo vệ trên dàn lạnh cũng như là dàn nóng của cái máy lạnh này nó sẽ giúp chống ăn mòn, chống oxy hóa tốt hơn. Nó phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam vốn là khí hậu nóng ẩm, cũng như là miền biển phải tiếp xúc với gió có một cái lượng muối mà nó bị ăn mòn nhiều hơn so với những cái môi trường khác. Thì với cái lớp Golden Fin này thì nó sẽ có cái mức độ bào mòn thấp hơn, chống ăn mòn tốt hơn. Cũng tiếp tục nói về những cái thành phần bên trong của một cái dàn lạnh, thì dạo gần đây thì mình thấy là anh em quan tâm nhiều đến cái tính năng mà lọc khí trên cái máy lạnh. Thì cơ bản ngoài cái bộ lọc sơ cấp để có thể lọc những cái bụi mà chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta có thể vệ sinh, thì những chiếc máy lạnh hiện tại có thể hỗ trợ lọc được những cái hạt vi bụi mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường, đó là cái hạt vi bụi PM2.5 vốn nó tồn tại trong cái không khí nhưng mà bằng mắt thường chúng ta không thể nào mà thấy được. Cái loại bụi mịn này nó sẽ gây hại nhiều cho cơ thể vì chúng xâm nhập vô những cái tế bào cũng như là những cái bộ phận bên trong của cơ thể. Thì trên chiếc máy lạnh Sennheiser Inverter C610 này thì nó sẽ có cái khả năng lọc bụi PM2.5. Ngoài ra thì chiếc máy lạnh này cũng có sở hữu một cái màng lọc Cold Catalyst. Thì cái màng lọc này nó sẽ hút những cái chất dễ bay hơi, những cái chất độc trong không khí để nó chuyển hóa thành nước và một loại khí khác để có thể thải ra môi trường, không có gây hại đến sức khỏe cho người dùng. Và những cái thử nghiệm này thì các bạn có thể xem một cái bài viết khác trên tinh tế. Tiếp đến là những cái tính năng khác mà chúng ta có thể quan tâm khi lựa chọn, đó chính là cái khả năng hút ẩm hay khử nồm. Thì với cái chiếc máy lạnh này thì nó có khả năng hút ẩm để có thể tạo ra một cái độ ẩm phù hợp trong cái căn phòng mà chúng ta sử dụng. Nó có thể ở mức là từ 60 đến 70% cái độ ẩm trong không khí. Đây là một cái độ ẩm phù hợp để chúng ta có thể có được một cái sức khỏe tốt cũng như là cái cảm nhận sử dụng thoải mái khi mà chúng ta ở trong phòng đó. Sau khi chúng ta đã xem xét đến dàn lạnh thì bây giờ chúng ta có thể xem xét thêm là cái yếu tố dàn nóng nó có những cái tính năng hay là những cái công nghệ gì đặc biệt. Thì đa phần thời các hãng sử dụng cái hệ thống làm lạnh bằng ống đồng cũng như là họ sẽ có thể tối ưu về cái khả năng tản nhiệt của cái dàn nóng đó bằng những cái quạt mà nó có được thiết kế khí động học. Ngoài ra thì cái yếu tố an toàn cũng là một cái mà nhiều nhà sản xuất quan tâm. Thì chẳng hạn như là trên dòng điều hòa Sennheiser Inverter C610 này thì nhà sản xuất đã trang bị cho nó một cái hộp kim loại bảo vệ với cái hai lớp khóa để nó có thể giúp bảo vệ cái hệ thống điện trên cái dàn nóng đó được tốt hơn, nó tránh chập điện và nó tránh cái hiện tượng là nước vô cái hệ thống đó. Bên cạnh đó, như mình đã nói trong cái phần dàn lạnh thì Sennheiser cũng sử dụng cái lớp màng bảo vệ Golden Fin. Thì cái lớp này nó sẽ chống ăn mòn và chống oxy hóa tốt hơn so với những cái hệ thống màng bảo vệ thông thường. Cuối cùng đó là một yếu tố được rất là nhiều người mua quan tâm, đó chính là cái chế độ hậu mãi và chế độ bảo hành của dòng máy lạnh. Thông thường thì chế độ bảo hành thì sẽ chia ra làm hai mục. Một mục là cho toàn bộ các linh kiện, mục thứ hai là bảo hành cho cái máy nén. Có một số hãng sẽ có một cái thời gian bảo hành cho máy nén dài, nhưng
lại bảo hành cho tất cả các linh kiện khác với cái thời gian thấp. Riêng đối với các dòng sản phẩm máy lạnh của Sunhouse thì họ bảo hành một đổi một trong vòng 24 tháng bất kể là cái linh kiện gì. Riêng đối với máy nén thì cái chế độ bảo hành nó lên tới là 60 tháng. Đối với cái chế độ bảo hành như vậy thì theo mình nghĩ thì anh em chẳng cần phải quan tâm về cái chuyện là cái máy này có tốt không, máy này có bền không, vì nhà sản xuất đã cố gắng bảo hành cho chúng ta một đổi một trong vòng 2 năm thì chắc chắn đó không phải là một sản phẩm bình thường nữa rồi. Bên cạnh cái việc bảo hành một đổi một thì Sunhouse cũng hỗ trợ bảo dưỡng những cái dòng máy lạnh của họ trong vòng 2 năm miễn phí, và đây cũng là một cái yếu tố đáng để cân nhắc. Như vậy là mình đã điểm qua những cái yếu tố để giúp anh em có thể lựa chọn ra một cái chiếc máy lạnh phù hợp cho nhu cầu sử dụng của mình cũng như là tối ưu cái khả năng tiết kiệm điện. Ngoài ra thì anh em có thể xem thêm những cái video nói về máy lạnh, chúng ta sử dụng máy lạnh làm sao hiệu quả và tiết kiệm hơn của mình. Xin chào và cảm ơn các bạn.